Xin chào quý vị, hôm nay Thanh Hà lại có dịp để mà chia sẻ một cái món chay mà Thanh Hà rất là hay nấu cho gia đình ăn vào những ngày chay. Đó là món rau củ quả kho chay. Trước tiên Thanh Hà muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là những cái nguyên liệu của nó. Thì rất là đơn giản thôi, gồm có những loại rau củ quả như thế này, ví dụ như là ớt vàng, tức là bell pepper đó quý vị, green bean, tức là đậu cô ve, rồi nấm, đông cô, cà rốt, củ cải trắng, rồi ở đây có măng nữa, rồi trái khổ qua, cũng như là cái bông cải trắng. Ở đây mình có hai miếng đậu hũ nữa, mà đậu hũ này đó là nó để là five spice, tại mình tìm đậu hũ thường không có, cho nên hôm nay mua đỡ là đậu hũ mà nó có gia vị ngũ vị hương đó. Thì thật ra đó là Thanh Hà nấu hôm nay những cái loại rau quả này, nhưng mà nếu quý vị muốn thay thế bằng những rau quả khác giống như là trái thơm hay là khoai lang, khoai tây, những gì mà quý vị thích thì cứ việc. Nhưng mà hôm nay thì những cái rau quả này là mình có sẵn trong tủ lạnh thôi, nên mình lấy ra. Và đây là những cái nguyên liệu để mình làm nước sauce đó quý vị. Ở đây là mình có nó gọi là mushroom sauce, tức là để mình nấu chay đó, là sốt nấm nè. Rồi nó có sweet soy sauce, rồi dầu mè, rồi chili sauce, soy sauce là nước tương đó, và muối ở đây đó. Chút xíu nữa Thanh Hà sẽ share với quý vị cái cách mà mình pha nước sauce để mình làm đồ kho chay ha. Khi mà kho món chay này đó thì mình sắc rau quả thành từng khúc như vậy nè quý vị. Cà rốt sắc hoa cũng được, không thôi mình sắc xéo như vậy. Măng mình cũng sắc khúc đi. Thường thường đó thì trước khi mà làm mấy món kho mà có khổ qua với lại đậu cô ve đó, thì Thanh Hà thường trụng nó lên trước. Thứ nhất á, là cho cái đậu cô ve nó được xanh, mà về phần khổ qua đó thì đã bớt đắng đó, mà lúc mình làm nó cũng nhanh hơn nữa đó quý vị. Bây giờ để Thanh Hà trần sơ nó qua nha, mà mình sẽ cho cái đậu cô ve vào trước, tại vì mình chỉ trụng sơ nó thôi. Khổ qua thì nó hơi đắng, cho nên mình không muốn đậu que nó bị đắng, nên mình trần nó trước. Đó, bây giờ khổ qua mình cũng trộn xong rồi, mình lấy ra. Bây giờ đó Thanh Hà sẽ làm cái sauce để mình làm món kho này nha. Trước tiên đó là mình có 2 muỗng sauce nấm ha. 2 muỗng tablespoon nha quý vị. 3 muỗng của cái sweet soy sauce. Mình có 4 muỗng nước tương. Nước tương loại nào cũng được nha các bạn. Mình rất là thích dầu mè. Cái này chỉ là thêm thôi, nếu mà mình không muốn cho mè không có sao hết, mình cho khoảng chừng một chút xíu vào mè thôi, mình nghĩ chừng một muỗng teaspoon thôi, muỗng cà phê đó. Rồi mình lại cho tương ớt nữa, mình cho 2 muỗng tương ớt, nửa muỗng muối nha quý vị. Mình cho chút xíu tiêu nha. Cái đậu hũ hồi nãy mình sắc ra rồi nè các bạn,
mình đã ướp nó với lại một muỗng cà phê, cái nấm sauce này là một muỗng, và một muỗng sweet soy sauce, tức là cái nước tương ngọt đó quý vị. Cái mình trộn nó đều lên, hồi nãy mình có ướp nó để cho nó thấm ha. Quý vị ơi, bây giờ Thanh Hà đã đổ hết cái hỗn hợp nước sauce vào rau củ rồi nè. Bây giờ mình chỉ trộn nó lên thôi, cho cái mình ướp khoảng 10 phút là được rồi. Cái liều lượng mà Thanh Hà cho quý vị hôm nay đó, tức là 1 kg rau củ quả nha, với lại cái sauce mà hồi nãy Thanh Hà làm và cho 1 kg đó. Nếu mà quý vị làm ít hơn hoặc là nhiều hơn đó, thì sẽ tự gia giảm lấy nha. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên bếp, rồi mình cho khoảng chừng 3 muỗng dầu ăn nha quý vị. Hành tỏi đã vàng, sả đã vàng, thơm lắm rồi. Mình cho hết tất cả những cái rau quả mà đã ướp vào. Cái thứ gì mình cũng có hết nè, nhìn màu sắc rất là đẹp phải không? Màu vàng, màu cam, màu xanh, màu nâu nữa. Món này rất nhanh nha các bạn. Mình sau khi mình đã ướp rồi, nó thấm rồi đó, thì mình làm khoảng chừng 15 phút là chín rồi. Sau khi mình xào cho nó thấm dầu rồi đó, thì mình sẽ cho cái nước sauce vào. Cho luôn đậu hũ vào. Sau khi mình xào 5 phút để cho gia vị nó thấm, rồi mình cho nước sốt thì đậu hũ vào đầy đủ hết rồi đó các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại và mình giảm lửa nha. Mình giảm lửa đến khoảng chừng số 3 là được rồi. Đó, là để nó tự kho. Rồi lâu lâu mình lại đảo lên một chút là nó chín. Mình cũng không có nấu quá sức là chín thì ăn nó ngán lắm, cho nên nó vẫn phải còn cái vị hơi giòn giòn của nó. 20 phút đã qua rồi đó quý vị. Bây giờ mình mở ra mình xem nha. Wow, so good. Look good, mọi thứ đều chín nhưng mà nó không có bị mềm nè. Quý vị nhìn nè, thậm chí là miếng ớt, ớt chuông nó cũng được lắm, nó không có bị mềm gì hết. Đó, cà rốt thì chắc chắn là còn rất là nguyên vẹn. Mọi thứ đều đã chín, rất là ngon. Bây giờ mình múc ra dĩa cho các bạn xem nha. Đây rồi, món rau quả củ kho chay của Thanh Hà, tác phẩm chay ngày hôm nay xin trình bày cho quý vị xem nè. Quý vị thấy không, mọi thứ đều nhìn rất là giòn và đẹp. Mình còn mới hái cái lá quế này ở ngoài vườn vào để mình chưng lên cho nó đẹp cho các bạn và các anh chị em xem đó. Nó rất là ngon, để mình ăn với cơm hoặc là với bún cũng được nữa. Để Thanh Hà thử một miếng đồ kho với lại cơm cho quý vị xem nha. Nè, để mình thử ăn miếng măng coi. Rất là thấm, mặn ngọt đều vừa hết. Khổ qua nha. Perfect luôn, không mềm quá mà cũng không bị cứng nữa.
thử miếng cà rốt nha. Vừa ngọt vừa giòn mà thấm đậm đà lắm. Để mình xem miếng đậu hũ nha. Rất là tuyệt quý vị ơi. Mình ướp có 10 phút thôi và mình nấu thêm, lúc mình hầm lên thêm đó, mình đậy nắp lại 20 phút là nó rất là ngon nha các bạn. Quý vị, các anh chị em và các bạn mà thấy thích cái video clip này của Thanh Hà đó thì hãy bấm like và share và give comments và subscribe cho Thanh Hà nữa. Nếu mà có ý kiến gì hay hơn, muốn đóng góp thì các bạn cứ cho mình comment nha. Cảm ơn các bạn và các anh chị em đã bỏ chút thời giờ để xem cái video clip này. Thank you, love you all have a good day.